thầy tội căn và nghiệp chướng, con xin sám hối chi tâm khấn nguyện. Đệ tử khấn nguyện Đức Phật Thích Ca, khấn nguyện chư Phật chứng minh cho tâm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mãi mãi cho đến đời sau, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi xưa con đã tạo bao ác thầy, con nay xin sám hối hết thầy tội căn và nghiệp chướng, con xin sám hối chi tâm khấn nguyện. Đệ tử khấn nguyện Đức Phật Thích Ca, khấn nguyện chư Phật chứng minh Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư cô trụ trì, cùng toàn thể chư ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên là chúng tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý sư cô và toàn thể ni chúng cũng như toàn thể Phật tử thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, ngày hôm nay nhân cái lễ quý kỷ của cố ni trưởng, ni sư trụ trì chùa Hòa Ngọc, thì sư cô Chí đây cũng tiếp tục theo con đường Phật pháp để kế thừa và phát triển chùa Hòa Ngọc này. Thì hôm nay tổ chức lễ quý kỵ, chúng tôi cũng có nhân duyên được biết với sư cô là thật ra là cũng đồng học với sư cô Chí trong một thời ở tại Việt Nam là lớp cao cấp giảng sư, và sự quen biết được từ đó. Vì vậy hôm nay chúng tôi trở về đây để một mặt là đảnh lễ Tam Bảo, tham dự lễ quý kỵ, đồng thời có một ít lời pháp nhũ theo yêu cầu của sư cô trụ trì. Bởi vì sư cô nói là sắp tới đây sẽ mở khai cái khóa tụng kinh Lưu Hoàng Sám cho Phật tử trở về tụng một bộ kinh sám hối này, bộ kinh rất là lớn. Vì vậy hôm nay muốn nhờ chúng tôi giới thiệu tất cả các vị ít điều về vấn đề cái ý nghĩa của sám hối. Thể theo lời yêu cầu đó, cho nên hôm nay chúng tôi có mặt và tiếp chuyện với các vị qua một cái đề tài cũng xung quanh ý nghĩa của sám hối, đó là đề tài làm mới tự thân. Xin thưa các vị, thì chắc là dĩ nhiên trong đây các vị cũng biết tôi ít nhiều, có ai mà có gặp lần nào chưa? Hả? Gặp ở đâu? Bà con nhiều đời không? Đời này không có bà con, chưa có cơ hội gặp thì chắc nhiều đời cũng là bà con. Do chúng ta còn quá nhiều nghiệp trần cho nên là lượm thượm quay lại trong cuộc đời này để gặp nhau nữa. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài làm mới tự thân để nói về ý nghĩa xung quanh của cái việc sám hối. Nhưng cái ý nghĩa sám hối trong nhà đạo như thế nào? Quan niệm đạo Phật nghĩ gì về sám hối? Có giống như những cái tôn giáo khác hay không? Hay là những cái phương thức mà ở đời chúng ta đã từng ứng dụng trong cái việc xin lỗi này kia kia nọ không? Trở lại vấn đề, xin thưa với các vị, làm mới tự thân ở đây, cái đề là làm mới có nghĩa là chúng ta thay đổi cuộc sống. Cái từ nếu chúng ta hiểu một cách nôm na là làm mới là thay đổi một cái gì đó tốt hơn, thay đổi từ thân khẩu ý của chúng ta, thay đổi một con người chúng ta từ một cuộc sống có nhiều lỗi lầm trở nên một con người tốt đẹp hơn, ít lỗi lầm. Một con người ít lỗi lầm trở nên một con người không có lỗi lầm, để hoàn thiện nhân cách về đời sống cá nhân, về tâm hồn của một con người. Và cao hơn nữa, một con người chúng ta có thể là từ một con người không lỗi lầm hoặc là lỗi lầm phát triển thành một con người trong sạch như một vị thánh hóa. Tùy cái cấp độ của mỗi con người chúng ta mà nó có sự tiến bộ và phát triển khác nhau. Xin thưa với các vị, đây là một phương thức sống, một cái cần phải hiểu, cần phải ý thức lại từ bản thân mình, tâm lý mình cho đến cuộc sống tương quan của mình, nhận chân được tất cả mọi phương thức của mình. Tất cả chúng ta trên cuộc đời, là một con người trong cuộc đời, ai cũng có nhiều lỗi lầm. Và nói một cái từ sâu hơn nữa trong Phật pháp, đó là nhiều tội lỗi. Tội lỗi một đời, tội lỗi nhiều đời, tội lỗi trong quá khứ, tội lỗi trong hiện tại. Mà tất cả chúng ta nếu một người tế nhị hơn thì dễ nhận chân ra được. Có những người quá nhiều sai lầm, có những người làm nhiều tội lỗi, nhưng mà do không hiểu được Phật pháp, do